Fan tiếp tục dậy sóng khi Hòa Minh Di thẳng tay xóa 2.000 fan ra khỏi chính fan club của mình. Đáp trả gay gắt khi fan góp ý khóa tài khoản Facebook cá nhân, nay Hòa Minh Di lại còn xóa fan ra khỏi chính fan club của chính mình. Nữ ca sĩ đang tỏ thái độ rằng cô nàng có thể hoạt động nghệ thuật mà không cần sự ủng hộ của fan chăng. Mới đây, mạng xã hội lại tiếp tục dậy sóng với thông tin Hòa Minh Di đã xóa toàn bộ fan ra khỏi nhóm fan club Đại Gia Đình Nhà Liều trên Facebook. Cụ thể, nhóm fan club này của Hòa Minh Di có hơn 2.700 người hâm mộ, nhưng hiện tại chỉ còn 67 người. Hình ảnh được chụp từ nhóm fan club kính của giọng ca rời bỏ, khiến cộng đồng mạng như không thể tin vào mắt mình. Hòa Minh Di đã xóa fan ra khỏi chính fan club kính trên trang cá nhân. Hiện tại có hai luồng ý kiến xảy ra xoay quanh sự việc này. Một là sau những tranh cãi với fan, Hòa Minh Di đã trực tiếp xóa fan ra khỏi fan club. Hai là người hâm mộ của nữ ca sĩ cảm thấy không còn có thể dành tình cảm cho cô nên đã tự động rời khỏi nhóm. Tuy nhiên, dư luận vẫn đang thiên về phương án Hòa Minh Di tự xóa fan khỏi nhóm, bởi trước đó cô nàng đã từng chia sẻ rằng rất thất vọng với việc người hâm mộ vừa ủng hộ cô nhưng ngay sau đó đã quay lưng lại với cô. Hòa Minh Di từng chia sẻ thất vọng đối với những người hâm mộ vừa ủng hộ mình nhưng sau đó lại quay lưng đi. Những ngày qua, Hòa Minh Di trở thành tâm điểm của mọi sự chỉ trích chỉ vì thái độ gay gắt với người hâm mộ của mình trên mạng xã hội. Ngày 2 tháng 1, Hòa Minh Di đã chia sẻ clip ngắn về một bản thu âm cô thực hiện trong lúc bị ốm ngạt mũi. Cô nói thêm, đây là một trong nhiều chất liệu âm nhạc mà ekip đang chọn trong năm 2019. Ở phần bình luận, một thành viên mạng dành cho cô những lời khen ngợi cùng lời nhắn nhủ. Lúc ra mắt chính thức cứ để nguyên beat cao trào như thế này thì chắc chắn sẽ thành hit à, đừng đổi beat hay cắt xén gì nha à. Ngay sau đó, khán giả đã chụp màn hình, được phần đáp trả của nữ ca sĩ và chia sẻ rầm rộ. Theo đó, Hòa Minh Di trả lời fan, lần thứ hai chị muốn nói với em, đừng dạy bảo chị phải làm gì. Khi bị cư dân mạng chỉ trích, Hòa Minh Di đã lên tiếng phân trần rằng bản thân đang bị stress và cô nàng thực sự bị điên. Những lời với fan chỉ là những lời nói đùa, dù vậy chủ nhân hit chấp nhận vẫn không nhận được sự đồng cảm từ người hâm mộ. Dưới sức ép của dư luận, Hòa Minh Di đã phải khóa tài khoản Facebook cá nhân, vài giờ thì cô nàng xóa khỏi fan ra khỏi fan club của chính mình. Hòa Minh Di đang thể hiện rằng cô nàng đang không cần fan của mình. Hành động này của Hòa Minh Di một lần nữa khiến cộng đồng mạng phẫn nộ. Fan là người đã luôn ở bên cạnh cô trong suốt thời gian qua. Nhưng đây là cách cô thể hiện tình cảm với họ chăng? Hay chăng đây là cách Hòa Minh Di ngầm khẳng định rằng cô có thể nổi tiếng, có thể hoạt động nghệ thuật mà không cần có bất cứ người hâm mộ nào? Một nghệ sĩ khi hoạt động cần có người hâm mộ bên cạnh và ủng hộ. Fan là hậu phương vững chắc để những nghệ sĩ có thể đứng vững trên con đường showbiz đầy thị phi. Thế nhưng Hòa Minh Di lại không xem trọng fan của mình. Cô nàng gây gắt fan rồi lại xóa fan ra khỏi fan club. Có lẽ Hòa Minh Di có tài, nhưng là tài biến fan thành anti-fan. Với thái độ công chúa và không thể tiếp thu, thì bao giờ Hòa Minh Di mới có thể trở thành nữ ca sĩ được khán giả yêu mến, ngay cả khi cô nàng sở hữu giọng hát hay.